thường thấy mỗi khi người dân xem pháo hoa ở Tuy Hòa kết thúc. Một biển người ra ở Tuy Hòa này các bạn. Đỡ mà thoát khỏi biển người này thì phải mất ít nhất khoảng 15 phút đến 20 phút. Thường thì người dân Tuy Hòa sau khi xem pháo hoa xong thì mọi người thường ghé đến nhiều chùa đỡ mà hái lộc đầu năm, đi lễ Phật đầu năm. Nguyên Channel sẽ theo chân tất cả mọi người đi đến chùa Bảo Lâm để mà xem không khí lễ Phật đầu năm ở Phú Yên. Rất là khó khăn khi di chuyển.